Tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân vừa phối hợp với chi đội kiểm ngư số 4 bàn giao 12 ngư dân tàu cá BD96869TS cho gia đình và chính quyền địa phương. Trước đó, tàu cá BD96869TS đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị hỏng máy, không thể khắc phục, sửa chữa. Tàu đã được lai dắt vào âu tàu đảo Trường Sa. Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu cá cho chi đội kiểm ngư số 4 để tàu KN473 đang làm nhiệm vụ gần đó lai kéo về đất liền. Tàu cá BD96869TS do ông Trần Chiến sinh năm 1956, trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ tàu. Các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cũng vừa phẫu thuật cấp cứu thành công hai ngư dân bị viêm ruột thừa cấp. Ngư dân Nguyễn Tâm và ngư dân Trần Văn Lắm được các ngư dân tàu cá NT90604TS và tàu cá BTH97566TS đưa vào đảo Trường Sa trong tình trạng đau bụng âm ỉ và tăng dần ở vùng hố chậu phải. Các y bác sĩ kết luận các bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 17 và 27 được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của các bệnh nhân ổn định và tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị. Bệnh nhân Nguyễn Tâm quê ở tỉnh Ninh Thuận, bệnh nhân Trần Văn Lắm quê ở tỉnh Bình Thuận.